Xin chào tất cả các quý vị, các anh chị và các bạn. Hôm nay chúng ta lại gặp nhau trong một cái nội dung về Facebook Marketing, đó là cái cách tạo quảng cáo tin nhắn trên Facebook. Thì đầu tiên các bạn truy cập vào cái trang chủ Facebook, rồi sau đó là các bạn đăng nhập vào, bấm vào dấu cộng ở đây, bấm vào chữ quảng cáo, ha, bấm vào chữ quảng cáo. Hoặc là các bạn truy cập vào cái truy cập vào cái đường link, đó là cái Facebook đây. facebook.com/ads-manager ha. Thì là nó cũng sẽ vào cái trung tâm quản lý quảng cáo, được chưa? Thì trong đây nó sẽ hiển thị ra tất cả các chiến dịch, những cái quảng cáo mà các bạn đang chạy, đã và đang chạy hoặc là đã ngừng. Đã ngừng quảng cáo thì nó sẽ hiển thị tất ra đây. Rồi, thì sau đó các bạn bấm vào mục tạo đây, tạo đây. Đấy. Thì đây sau đó các bạn thấy là nó sẽ hiển thị lên rất là nhiều những cái loại hình quảng cáo. Thì để tạo cái loại hình quảng cáo tin nhắn thì các bạn kích vào đây, click vào cái mục tin nhắn đây. Đó. Rồi xong bắt đầu các bạn bấm tiếp tục. Đó. Rồi, ở đây á, nó sẽ hiển thị ra đây là cái tên chiến dịch ha, tên chiến dịch. Tên chiến dịch thì các bạn sẽ đặt cái tên ha, chiến dịch demo như vậy là 2021 1 đấy. Rồi, ở đây các bạn sau đó là các bạn sẽ bấm tiếp theo ha. Các bạn bấm tiếp theo rồi ở đây á nó sẽ có nhóm tên nhóm quảng cáo, các bạn sẽ đặt tên nhóm ha, tên nhóm quảng cáo mới, tên nhóm nhóm quảng cáo demo chẳng hạn này. Demo 1. Demo 1, 1. Đấy. Rồi. Ở dưới đây, ở dưới cái mục bài quảng cáo nó sẽ có là nhấp để gửi tin nhắn hoặc là tin nhắn được tài trợ, mình chọn cái nào cũng được. Thì đây mình sẽ chọn cái là nhấp để nhắn tin. Đấy. Rồi ở đây mình sẽ chọn ứng dụng nhắn tin, ở đây mình sẽ chọn là Messenger ha. Còn WhatsApp thì cái này ít người dùng, do đó là mình nên chọn cái Messenger thôi. Rồi cái tiếp theo là dưới đây là cái trang fanpage. Trang fanpage thì mình muốn chọn cái quảng cáo trên cái trang fanpage nào thì các bạn click chọn vào đây ha. Các bạn sẽ chọn, được chưa, chọn cái trang fanpage mà các bạn mà muốn quảng cáo, được chưa. Đấy, chọn cái trang fanpage mà các bạn muốn quảng cáo. Rồi đây tương tự, ở đây là cái ngân sách hàng ngày. Các bạn có thể chọn ngân sách hàng ngày hoặc ngân sách trọn đời, được chưa? Ví dụ như ngân sách hàng ngày. Đấy. Ngân sách hàng ngày hoặc là ngân sách trọn đời ha. Rồi, ở đây á các bạn lưu ý ở đây cái ngân sách hàng ngày thì tối thiểu là 23.800 đồng ha. Ví dụ nếu như mà dưới 23.800 đồng á thì không được quảng cáo. Ví dụ đây mình để 14 này. Đó. Tối thiểu 23.000, bây giờ nó đã giảm xuống 23.100 rồi. Đó. Đó. Rồi, ở đây nó sẽ để là ngày bắt đầu. Đó, ngày bắt đầu là mặc định, mình có thể là điều chỉnh ha, điều chỉnh. Nếu như chúng ta để ở đây nó sẽ mặc định là cái ngày bắt đầu là ngày mà chúng ta đang tạo cái quảng cáo đây, được chưa? Đấy. Rồi, cái nữa là cái đặt cái ngày kết thúc. Thì ở đây nếu mà chúng ta không có đặt cái ngày kết thúc thì là nó sẽ tự động nó cứ thế nó chạy mãi đến khi nào mà đến cái kỳ thanh toán hoặc là cái tài khoản của chúng ta hết tiền thì khi đấy là cái quảng cáo sẽ ngưng nha. Rồi cái tiếp theo nữa ở đây á, là các bạn cái để ý đây là cái vị trí thì các bạn chọn cái vị trí nào mà cái vị trí này chính là cái nơi mà chúng ta có thể cung cấp được cái sản phẩm dịch vụ. Chúng ta cần phải lưu ý cái chỗ này ha. Ví dụ đây bản thân tôi chỉ có ví dụ như chỉ cung cấp được Hồ Chí Minh thôi chẳng hạn, thì chúng ta sẽ chọn Hồ Chí Minh đấy, trong vòng cái bán kính là 40 km ha. Rồi cái tiếp theo nữa thì ở đây chúng ta có thể chọn được nhiều tỉnh thành phố nha. Đấy, nhiều cái địa điểm khác nhau. Ví dụ chúng ta có thể chọn thêm ở Bình Dương ấy chẳng hạn này. Đã chọn được nhiều cái địa điểm khác nhau nha. Đó. Được chưa? Rồi,
Cái tiếp theo nữa ở đây á, là cái độ tuổi. Độ tuổi thì chúng ta có thể là chỉnh cái target ha, chỉnh cái target cái độ tuổi nào cho nó phù hợp với cái sản phẩm dịch vụ của chúng ta. Đấy. Rồi tiếp tục ở dưới đây là cái giới tính ha, nó cũng giống như cái loại hình quảng cáo khác trên Facebook. Rồi giới tính chúng ta có thể chọn nam hoặc nữ, chọn tất cả. Và chúng ta đây cái nhắm mục tiêu chi tiết thì chúng ta có thể là để như vậy là tiết kiệm cái ngân sách cũng như là đúng cái đánh đúng vào cái khách hàng tiềm năng hơn. Thì ở đây nó sẽ có nhắm mục tiêu theo cái nhân khẩu học, sở thích hoặc là hành vi. Ở đây á, để tôi nói thêm là ví dụ như là chẳng hạn như là các bạn khi mà lướt trên cái Facebook, khi mà chúng ta kích vào chẳng hạn như kích vào quần áo hoặc là kích vào cái sản phẩm may mặc hoặc là cái bên chỗ nội thất hoặc là cái sản phẩm son môi chẳng hạn, làm đẹp chẳng hạn, thì khi đó ngay lập tức một chút xíu một lát sau chúng ta lướt trên cái news feed trên cái Facebook, tự động nó sẽ hiển thị trên những cái Facebook những cái sản phẩm, cái dịch vụ mà cùng với cái ngành nghề dịch vụ mà chúng ta vừa mới click vào ha. Đấy, ví dụ như là chúng ta vừa mới lướt trên cái news feed chẳng hạn, lướt trên cái news feed mà chúng ta vừa mới quan tâm, ở đây là chẳng hạn như là làm đẹp, thì ngay lập tức một lúc sau thì nó sẽ hiển thị lên cái những cái sản phẩm dịch vụ quảng cáo về làm đẹp ở trên cái tường trên cái news feed của chúng ta. Thì đây chúng ta có thể chọn ha, ví dụ như chẳng hạn như đây là tôi sẽ chọn là chẳng hạn như nội thất chẳng hạn này. Đấy. Đấy, ở đây nó chẳng hạn như đồ đạc trong nhà hoặc kiến trúc nội thất nó có rất là nhiều. Đây là những cái sở thích hoặc là cái hành vi ha. Đấy, chúng ta có thể chọn được nhiều cái sở thích hoặc cái hành vi khác nhau ha, để đúng với đối tượng hơn. Và tất nhiên là trong cái này những cái này thì nó gọi là cái target khách hàng, thì cái những cái video sau Long sẽ làm một cái video về cái chuyện có một cái chuyên mục là về cái target khách hàng sẽ nói chuyên sâu hơn. Rồi sau khi mà chúng ta nhắm cái sở thích hành vi của khách hàng xong thì chúng ta sẽ đến cái mục tiếp theo, lăn chuột xuống dưới. Ở đây chúng ta sẽ khuyến cáo là đặt cái vị trí quảng cáo tự động ha. Nếu như mà chúng ta mà đặt vị trí quảng cáo thủ công ở đây thì chúng ta sẽ chọn ví dụ như là quảng cáo trên các thiết bị Facebook hoặc là Instagram hoặc là những cái Messenger hoặc là những cái trình ứng dụng mà liên kết đó. Hoặc không thì chúng ta sẽ tích vào cái vị trí là quảng cáo tự động. Rồi, sau khi xong thì chúng ta sẽ bấm tiếp theo. Đó. Tiếp theo. Rồi, ở đây á nó sẽ có là tạo cái quảng cáo, tạo quảng cáo thì ở đây nó sẽ có là một cái hình ảnh hoặc là video. Thì ở đây chúng ta có thể là chọn một cái hình ảnh hoặc là video cũng được. Đấy, hoặc là chúng ta có thể là chọn một cái những cái hình ảnh để xoay vòng chẳng hạn. Ở đây ví dụ như đây tôi sẽ chọn cái hình ảnh xoay vòng. Thì ở đây nó sẽ có mình sẽ chọn như vậy là những cái hình ảnh. Ở đây chúng ta sẽ chọn cái hình ảnh vào ha. Đây, chúng ta sẽ chọn cái hình ảnh. Thì ở đây chúng ta có thể là hình ảnh trên trang hoặc là chúng ta có thể là tải lên ha. Vậy chúng ta có thể chọn là hình ảnh trên trang này. Hoặc là chúng ta có thể là tải lên này. Đây, ví dụ như đây tôi sẽ lấy là cái hình ảnh trên trang đi ha. Đây, ví dụ tiếp tục đấy. Thì đây nó sẽ là cái tiêu đề ha. Tiêu đề các bạn thấy là bên này nó sẽ review cho chúng ta thấy này, đây chữ đây là chat trên Messenger, đây nó chính là cái tiêu đề này ha. Thì đây chúng ta có thể để đặt đấy.
Rồi ở đây chúng ta có thể là mô tả gì đấy thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái review đây ha. Thì tuy nhiên thì cái mô tả này có cũng được hoặc không có cũng được, nó không có bắt buộc đấy. Rồi cái tiếp theo nữa thì chúng ta có thể là thêm cái hình ảnh ha. Ở đây là cái văn bản chính này, văn bản chính thì chúng ta có thể là thêm này, ví dụ như là sofa giảm giá như vậy là đến 45% miễn. Giá trị từ 3,2 triệu chẳng hạn ha. Đây thì đây tôi lấy ví dụ soạn thì cái này tất nhiên khi mà quảng cáo thì tôi khuyên các bạn là nên tạo một cái cho mình một cái bài viết hoàn chỉnh ha, tránh cái tình trạng là khi mà chúng ta vào quảng cáo rồi chúng ta mới soạn cái bài nội dung quảng cáo thì như vậy sẽ rất là lâu và nó sẽ xảy ra nhiều những cái gọi là nó không có được hay lắm đấy, không có được tối ưu. Rồi tiếp theo nữa thì ở đây chúng ta có thể là thêm file phương tiện. Đây bây giờ chúng ta mới có một cái hình ảnh thôi đúng không? Thì chúng ta sẽ thêm cái hình ảnh. Đấy. Thêm cái hình ảnh. Ở đây chúng ta sẽ thêm cái hình ảnh nữa vào ha. Gửi tin nhắn này. Tạo mới này, mẫu tin nhắn này. Ở đây chúng ta sẽ lưu một cái đây, chúng ta sẽ thêm một cái hình ảnh nữa ha.
Thì sau khi mà chúng ta thêm cái hình ảnh rồi ha, thêm cái hình ảnh rồi thì bây giờ chúng ta sẽ thêm hình ảnh và nội dung rồi á, thì chúng ta sẽ có lưu ý ở trong đây này, nó sẽ có mẫu tin nhắn này. Mẫu tin nhắn thì ở đây các bạn nếu như mà chưa có ha, các bạn tạo cái tài khoản đầu á, thì các bạn sẽ bây giờ các bạn sẽ kích vào đây. Một là sử dụng vào cái mẫu mẫu sử dụng mẫu có sẵn ha, mẫu có sẵn. Hai là các bạn bấm vào tạo mới ha, và tôi khuyên các bạn nên bấm tạo mới ha. Đây, tạo mới thì bắt đầu các bạn kích vào chữ tạo đây này. Hoặc là ở đây các bạn chưa biết thì các bạn bấm vào xem trước đây. Xem trước trong Messenger đây. Nó sẽ review cho mình. Đấy. Đấy. Thì các bạn sẽ mở cái tài khoản ra, nó sẽ có đây. Chào Hoàng Long, chúng tôi có thể giúp gì cho bạn? Thì ở đây chúng ta sẽ bấm vào chữ tạo đây. Đây nó sẽ có chỉnh văn bản này, chỉnh văn bản này. Là khi mà khách hàng á, khi mà khách hàng kích vào cái quảng cáo của chúng ta thì nó sẽ hiển thị lên một cái như thế này, là đầu tiên là chào tên, rồi xong bắt đầu đến là tùy chọn gian hàng của bạn là gì, tôi có thể xem giá được không. Thì đây chúng ta thấy là những cái câu mà nó gọi là nó để chung chung và nó rất là vô duyên với lại một số cái ngành nghề và sản phẩm, thì do đó chúng ta cần phải để thay đổi cái ngôn từ, những cái câu hỏi làm sao cho nó phù hợp với cái sản phẩm dịch vụ của chúng ta. Đây, văn bản thì ở đây chúng ta để nguyên này, chào cũng như vậy là thì chúng ta có thể lựa chọn này ha. Ví dụ như chào Hoàng Long thì cái này là tên khách hàng nha, tên khách hàng nó đang review ở đây là cái tên này thì mình không thay đổi được, tại vì là nó sẽ như vậy thay đổi theo tên khách hàng. Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn, thì là ví dụ như là bạn chọn sản phẩm nào ha, các bạn chờ chút xíu, chọn hoặc là bạn quan tâm sản phẩm nào. Ở đây gõ ở trong đây á, nó sẽ hơi lâu, nếu như mà các bạn muốn nhanh thì các bạn có thể soạn ra trước cái file ha, file Word ở bên ngoài ha, file Word bên ngoài. Đấy. Thì các bạn thấy là bên này nó sẽ review này. Review cho mình này. Đấy. Bạn quan tâm sản phẩm nào? Rồi, câu hỏi thường gặp. Cái câu 1 ở đây á, thì các bạn sẽ chọn ha, chọn ví dụ như là cái bạn chẳng hạn như cái sản phẩm ở đây của tôi là cái bên chỗ sofa, thì ví dụ như đây á, mình sẽ chọn là chẳng hạn như là vì chọn một mình sẽ để là chẳng hạn như đây là cái đây là ví dụ như là bạn quan tâm cái câu trả lời này là nó sẽ tự động không bắt buộc ha, ví dụ như bạn quan tâm ví dụ như đây là câu hỏi chẳng hạn như là tâm sofa phòng khách này. Đấy, ví dụ ha. Rồi chúng ta có thể là chọn cái câu hỏi thứ hai, và tôi có quan tâm ha. Được chưa?
Thì ở đây chúng ta đại khái là những cái câu hỏi tiếp theo thì chúng ta có thể là để vào những cái sản phẩm hoặc là dịch vụ chúng ta liệt kê ra thì để khách hàng lựa chọn ha. Đấy. Hoặc là số ở đây chúng ta có thể thêm câu hỏi đấy, ví dụ như đây thường là nó sẽ để sẵn là ba câu hỏi thì chúng ta muốn thêm câu hỏi chẳng hạn thì chúng ta có thể bấm vào đây thêm câu hỏi thì nó sẽ có là thêm cái câu hỏi, ví dụ như đây là đấy. Nếu như mà chúng ta muốn thêm nữa thì chúng ta lại thêm câu bấm vào chữ mục thêm câu hỏi đây. Đấy. Rồi, sau khi mà xong thì ở đây á chúng ta sẽ bấm lưu và hoàn tất ha. Ở đây là chúng ta sẽ chọn cái mẫu này, chẳng hạn như đây là tin nhắn về coi như vậy là demo. Đấy. Các bạn lưu ý nha là cái quảng cáo tin nhắn á, thì chúng ta cần cài đặt cái tin nhắn này mục cái trả lời tin nhắn này sao cho nó phù hợp này, tạo cái mẫu này đấy đó. Thì sau khi mà xong ha, sau khi mà xong tạo được ra cái mẫu mẫu tin nhắn rồi, đây chúng ta có thể bấm vào xem trước đây nhé, đây này bấm xem trước đây thì ở đây chúng ta sẽ bấm qua đây, đây sẽ có này, đây nó sẽ hiển thị ra, nó sẽ hiển thị ra cho mình cái tin nhắn ha. Đây. Đây. Nó sẽ hiển thị ra rất là nhiều những cái option đấy. Thì nó sẽ review cho mình xem trước. Thì sau khi mà soạn cái mẫu chọn cái mẫu tin nhắn và cũng như là cái tạo cái mẫu tin nhắn xong thì chúng ta sẽ bấm vào cái mục đăng thôi. Sau khi mà xong thì các bạn chỉ việc là bấm đăng là xong ha, bấm đăng đây đó, bấm đăng là xong thôi đấy. Thì tùy theo cái tài khoản thì các bạn sẽ được duyệt khoảng cỡ 5 phút, hoặc là nếu như mà tài khoản mới thì nó sẽ lâu hơn, nói chung là khoảng cỡ là sau 5 phút cho đến là 24 giờ thì các bạn sẽ được duyệt quảng cáo đó. Đấy, sau đó chúng ta bấm quay trở lại về cái trình duyệt quảng cáo thì chúng ta sẽ thấy là cái quảng cáo của chúng ta vừa mới tạo xong đây, thì chúng ta sẽ chờ một xíu, đây là đang đang chờ duyệt ha. Thì vừa rồi là cái phần chia sẻ cách tạo một cái quảng cáo tin nhắn trên Facebook. Với chia sẻ vừa rồi rất hy vọng sẽ giúp ích được các bạn nhiều hơn trong cái cách tạo quảng cáo Facebook cũng như là kiến thức về Facebook marketing. Xin cảm ơn tất cả các quý vị, các anh chị và các bạn, và hẹn gặp lại ở cái phần video tiếp theo. Các bạn nhớ like, share và đăng ký kênh để ủng hộ mình để nhận được thông báo khi mà mình có video nha. Xin chào và hẹn gặp lại.